Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thì việc thực hiện tiêu chí môi trường cũng như lễ tang văn minh rất quan trọng. Một số địa phương đã quy hoạch nhà lưu trữ cho cốt và khuyến khích hỏa táng, nhưng thực tế vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Nghĩa trang nhân dân xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội được quy hoạch khang trang, sạch đẹp. Bên trong có nhà lưu giữ cho cốt với quy mô 990 ô, nhưng đến nay vẫn phủ một lớp bụi dày vì không có gia đình nào vào gửi cho cốt. Quỹ đất thì cũng ít, nhưng cũng động viên người ta đấy. Như là động viên rồi xã cũng động viên là làm sao coi như là còn khuyến khích, nhưng mà cái nhận thức cũng còn chưa được tiến bộ lắm. Đi thiêu xong thì người ta cũng vẫn đem về cái số đất mà từ trước quỹ đất người ta còn của các hộ gia đình xây ở trong nghĩa trang để hài cốt người ta để. Cho nên là cái thực trạng mà cái nhà cho cốt này thì kể từ ngày làm đấy đến bây giờ đấy thì cũng chưa có một ai để đây cả. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến khích, động viên các gia đình thực hiện hỏa táng người đã khuất và gửi cho cốt, nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Vận động cái người đưa vào trong nhà lưu giữ cho cốt thì báo cáo chúng tôi đang vận động. Nhân dân thì cũng đồng thuận, nhưng mà một số người ta cũng cái này nó là cái mới, thế nên là một số người người ta ngại, nên là cũng cứ đang nghĩ thế này nghĩ thế khác nên chưa vào. Thì chúng tôi đang đảng bộ rồi các đoàn thể mặt trận cũng đang có kế hoạch và có các cái chế độ khuyến khích, chính sách khuyến khích để vận động người ta đưa vào nhà lưu trữ cho cốt. Tại xã Liên Trung, thực trạng nhà lưu trữ cho cốt có phần tích cực hơn bởi 8 ô đã có chủ nhân sau hơn một năm đi vào hoạt động. Ông Đính, người quản trang ở đây, đến tuần đến tháng đều đặn thắp hương, dọn dẹp chung cư cho người đã khuất. Hiện nay, các địa phương đang thực hiện nếp sống nông thôn mới, nên tập tục mai táng của người Việt đã và đang dần thay đổi. Nhiều gia đình chuyển từ hình thức mai táng truyền thống, chôn cất sang hình thức hỏa táng. Đây là nét đẹp văn minh giúp bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm quỹ đất, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc chống mê tín dị đoan, cần được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.